Xin chào, tôi tên là Nguyễn Vũ An. Tôi xin thay mặt đội 1 xin chúc sức khỏe ban giám đốc và cùng toàn thể các quý anh chị em của Sino. Chúng tôi có cái khẩu hiệu là đoàn kết, phát triển, vững mạnh. Tôi xin nói sơ qua về cái slogan này. Đoàn kết thì tôi rất là tâm đắc một câu là if you change the way you look at things, things you look at change. Tạm dịch là nếu các bạn thay đổi cái suy nghĩ về mọi thứ thì mọi thứ sẽ thay đổi theo cách nhìn của các bạn. Và theo tôi thì chúng ta làm việc với nhau hàng ngày thì chắc chắn sẽ có những cái va chạm, có những cái sự không hài lòng lẫn nhau. Và nếu chúng ta nhìn nhận cái việc đó nó tích cực hơn thì mọi thứ sẽ thay đổi và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, làm việc với nhau, hợp tác với nhau như một hệ thống. Đó chính là cái tinh thần đoàn kết mà nhóm 1 muốn nói đến. Để phát triển thì tôi luôn nâng cao cái tinh thần tự học hỏi và tự phát triển bản thân mình. Và tôi rất là tâm đắc một câu là if you want to get more, become more. Tạm dịch là nếu bạn muốn nhiều hơn, bạn hãy trở nên xứng đáng với điều đó. Phát triển của từng cá nhân một chính là nền tảng của sự phát triển của công ty. Đó là ý nghĩa của phát triển. Về vững mạnh thì tôi nói về một con thuyền, dù có lớn, dù có hiện đại như thế nào, mà nếu không có những người thuyền trưởng sáng suốt, đầy nhiệt huyết, sự kiên nhẫn, sự kiên tâm, thì không thể nào leo lái được con thuyền. Đây, tôi không nói vững mạnh chính là nhờ sự lãnh đạo tài ba của ban giám đốc. Và đó chính là cái slogan của đội 1. Trong phần trình bày báo tường của đội 1 thì chúng tôi cũng gửi gắm những cái tình cảm của mỗi thành viên, và tương ứng với đó chính là những cái công tinh thần của công ty hay là những sản phẩm chiến lược của Sino. Thì để khép lại thì tôi mong muốn là tất cả những điều chúc sau đây của tất cả thành viên của chúng tôi sẽ trở thành hiện thực, và chúc sinh nhật Sino thật thành công và vui vẻ. Xin chào các bạn đồng nghiệp, tôi tên là Tất Nguyên Luân, thuộc phòng nhân sự, thuộc đội thương hiệu Sino, với khẩu hiệu là đoàn kết, phát triển, vững mạnh. Nhân dịp sinh nhật công ty, kính chúc sức khỏe ban lãnh đạo cùng toàn thể các đồng nghiệp, và hy vọng rằng hy vọng rằng sau này sẽ còn nhiều sinh nhật nữa, sinh nhật thứ 30, 40, 50, và chúc công ty ngày càng vững mạnh, chúc sức khỏe các đồng nghiệp. Chào tất cả mọi người, mình là Tú, thuộc phòng hành chánh, mình thuộc đội thương hiệu Sino. Khẩu hiệu của đội mình là đoàn kết, phát triển, vững mạnh. Đây là cái sinh nhật lần thứ 5 của Sino mà mình được tham dự. Nhưng mà rất hơi tiếc một xí là mình sẽ không được tham dự cùng mọi người trong ngày hôm đó. Xin chúc Sino ngày càng phát triển, vững mạnh. Yeah. Xin chào các bạn, mình tên là Trúc An, thuộc phòng hành chánh quân sự. Tên đội mình là thương hiệu Sino. Với khẩu hiệu là đoàn kết, phát triển, vững mạnh. Tôi xin chúc Sino ngày càng phát triển và ngày sinh nhật thành phố 19 vui vẻ. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Bắc Cường, trực thuộc phòng IT. Tên đội của tôi là thương hiệu Sino, với khẩu hiệu là đoàn kết, phát triển, vững mạnh. Đó cũng là lời chúc của tôi và đội tôi gửi đến gia đình Sino Group. Cảm ơn tất cả các bạn. Chào các bạn, mình tên là Hồng Như, thuộc phòng kế toán. Đội của mình tên là thương hiệu Sino, với khẩu hiệu là đoàn kết, phát triển, vững mạnh. Tôi thư xin chúc cho ban lãnh đạo Sino, toàn thể thành viên Sino Group luôn tốc độ sáng tạo và hiệu quả. Chào tất cả các bạn, tôi tên là Trần Ngọc Thanh, là thành viên của phòng kỹ thuật của công ty cổ phần thương mại điện tử Khánh Hòa. Tên của đội tôi đó là thương hiệu Sino, và khẩu hiệu của đội là đoàn kết, phát triển, vững mạnh. Tôi chúc cho gia đình Sino có một sinh nhật thật là vui vẻ, và tất cả các thành viên có một buổi sinh nhật thật hạnh phúc. Chào các bạn, mình là Phúc, nhân viên phòng chăm sóc khách hàng. Đội của mình là tên là thương hiệu Sino,
với slogan là đoàn kết phát triển vững mạnh. Tụi mình xin chúc cho sinh nhật Sino cũng như là ban giám đốc cùng toàn thể anh chị em thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong mọi việc. Cảm ơn.